Xin chào tất cả mọi người đã một lần nữa đến với Tiếng Anh Y Khoa từ Vựng mỗi ngày. Ngày hôm nay là ngày 16. Chúng ta nhớ rằng bài 15 chúng ta đã học về root word, về prefix và suffix. Tức là cái từ chính, prefix là tiền tố và suffix là hậu tố. Tiền tố và hậu tố giúp cho cái ý nghĩa của một cái từ nào đó, miêu tả cái ý nghĩa của một cái từ root word. Qua bài học hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 10 cái combined word, và mình sẽ giải thích với mọi người vì sao những cái từ này nó có ý nghĩa như ý nghĩa của những từ này nha. Thứ nhất thì chúng ta sẽ nói tới suffix, tức là cái hậu tố. Ology. 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 Chúng ta đánh vần như chính cái từ này nó được đánh vần vậy. Chúng ta ology là suffix miêu tả về một study or the science of, là một cái nghiên cứu khoa học, một cái môn học nào đó là ology. Social. Social là nói tới the origin of society and functions of human group, nói về nguồn gốc của xã hội và của chức năng của một nhóm người nào đó, social. Mà khi chúng ta combine hai cái từ này lại với nhau, gặp lại hai từ này lại với nhau, thì chúng ta sẽ có cái từ là sociology, là the study of origin of human society. The study of origin of human society là xã hội học, sociology. Từ sắp tới chúng ta sẽ nói tới là embryo. Embryo is a young organism in the early stages of growth and differentiation, là một cái sinh vật nhỏ ở trong cái thời kỳ ban đầu phát triển và biến hóa, thì gọi là cái embryo, một cái phôi thai, phôi. Thì cái từ embryology, ology is the study or the science of. Embryology is the study of the development of the embryo. Embryology. Embryology, the study of development of the embryo. Bio là cái từ prefix có nghĩa là life or living. Life or living. Bio có ý nghĩa là life or living, ý nghĩa là sự sống hoặc là cuộc sống. Vậy thì biology is the study about life or the study of life. Vậy thì cái từ biology này có nghĩa là sinh học, học về một cái, học về sự sống, thì chúng ta sẽ nói cái từ này là sinh học. Và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một cái từ khác nữa, cũng có cái từ bio này, tức là biohazard. Biohazard. Biohazard là biologic agent that is dangerous, is pertaining to infectious agent, là một cái những cái hóa chất có thể ảnh hưởng tới cuộc sống, gây ra những cái nguy hiểm cho cuộc sống đó, thì chúng ta gọi là biohazard. Biohazard. Biopsy. Biopsy is the examination of tissue from the living things. Biopsy là tức là chúng ta làm sinh tiết á. Cái ý nghĩa của cái từ này là chúng ta sẽ kiểm tra những cái mô học của những cái vật sống, vật còn sống, là biopsy. Biopsy. Từ sắp tới chúng ta nói tới là otomy. Otomy. Otomy là một cái suffix. Otomy là một cái hậu tố có ý nghĩa là cutting hoặc là incision, cắt hoặc là cái sự rạch, rạch hoặc là cắt. Thì otomy. Otomy. Trachea. Trachea là nói về cái khí quản, và khi chúng ta nói tới cái procedure để mà cắt khí quản thì chúng ta sẽ nói tracheotomy, which is cutting into the trachea. Tracheotomy. Tracheotomy is cutting into the trachea. Anatomy is the study of the structure of the body and relationships of its parts. Anatomy tức là giải phẫu học, là nghiên cứu những cái cấu trúc của cơ thể và cái mối quan hệ của các bộ phận với nhau. Histo, hist hoặc là histo có nghĩa là tissue, là mô. Vậy thì histology is a study of tissue, tức là mô học, cái môn học về những cái mô, thì sẽ nói là mô học. Physio, physio là study
và the functions, physio, the functions of the body. Vậy thì physiology is the study of the functions of the body. Physiology, the study of the functions of the body. Path, path là disease, tức là những cái bệnh nào đó. Path là disease, là bệnh. Vậy thì chúng ta gặp cái từ ology is the study of, chúng ta sẽ có cái từ pathology. Pathology, pathology. It's a medical specialty that leads, that deals with diseases and the changes they produce. Pathology is the medical specialty that deals with diseases and changes they produce. Pathogen. Pathogen is any agent or organism that causes diseases. Pathogen is any agent or organism that causes disease. Pathogen là bất kỳ những cái nguyên nhân, nguyên tố nào gây ra bệnh tật, gọi là pathogen. Một lần nữa chúng ta gặp lại cái từ bio, tức là life, về sự sống hoặc cuộc sống. Ist, cái suffix ist, G-I-S-T, ist, thì là có ý nghĩa là one who studies, tức là một người học về môn cái học, một cái môn học. Vậy thì biologist is the one who studies about life. Biologist là một cái người nghiên cứu về cuộc sống và sự sống, là người sinh nghiên cứu về sinh học. Embryo. Embryo is a young organism in early stage of growth and differentiation. Là một cái phôi thai, một cái sinh vật trong cái giai đoạn đầu tăng trưởng và biến hóa. Embryology is the study of embryo. Và embryologist is the one who studies embryo, là nhà phôi học. Blast, blast, blast. Cái chữ P này chúng ta sẽ cho nó rất là nhẹ. Blast, blast. Blast is to repair or reconstruct. Là sửa chữa hoặc là xây dựng lại. A repair or reconstruct. Plastic surgery là phẫu thuật thẩm mỹ. Plastic surgery. Plastic là sự sửa chữa. Surgery là nói về cái phẫu thuật. Vậy thì plastic surgery là nói về cái môn phẫu thuật thẩm mỹ. Còn plastic surgeon, plastic surgeon là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Plastic surgeon, surgeon là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Cái từ gian này là cũng có một cái ý nghĩa là cái người, one who performs hoặc là one who studies. Do đó cái từ plastic surgeon là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Từ sắp tới chúng ta nói tới là oral. Oral là một cái root word nói về mouth. Mouth. Oral is a root word describes mouth. Mouth. Tức là vậy thì oral surgery là phẫu thuật thẩm mỹ. Oral surgery là phẫu thuật về miệng. Phẫu thuật miệng. Oral surgery là phẫu thuật về những thành phần ở trong miệng. Bây giờ chúng ta sẽ nêu ra một vài ví dụ mà có những cái root word và những cái suffix mà chúng ta mới vừa miêu tả ở trên. Thứ nhất là physiologist, tức nhà nhà sinh lý học. Physiologist là nhà sinh lý học. Histologist, histologist. Physiologist, histologist là nhà mô học. Neurologist, neurologist là bác sĩ thần kinh học. Pathologist, pathologist là bác sĩ về bệnh lý học. Anatomist, anatomist là nhà giải phẫu học. Và psychiatrist, psychiatrist là bác sĩ tâm lý. Chúng ta bây giờ sẽ review lại những cái từ mà chúng ta vừa miêu tả ở trên nha. Bio có nghĩa là living. Bio là living. Bio nói về sự sống, chúng ta có biology. Histo là học về tissue, học về mô học, thì chúng ta có histology, 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 hoặc là histologist, nhà mô học chẳng hạn. Neuro là nói về nerve, về thần kinh, chúng ta có neurology là cái môn học về thần kinh, hoặc là neurologist là một cái nhà thần kinh học. Patho tức là disease. Patho là disease. Patho là disease tức là về bệnh. Vậy thì chúng ta có pathology tức là cái môn học về những cái bệnh, và pathologist là những cái nhà bệnh lý học. Physio là nói về nature hoặc là function. Nature hoặc là function, chúng ta có physiology
physiology và physiologist. Tomo meaning to cut something. Suffix al này chúng ta sẽ nói tới pertaining to. Ví dụ như chúng ta sẽ nói tới pertaining to thì chúng ta sẽ nói tới mình cố gắng để tìm một cái ví dụ nha. Pertaining to al chúng ta sẽ có al cái chữ hoặc là al hoặc là ic này, al hoặc là ic này thì sẽ nói tới pertaining to. Mình ví dụ như sẽ nói tới biologic, it pertaining to biology. Histologic pertaining to histology. Neurologic pertaining to the nervous system. Và ist là the one who, ví dụ như biologist, pathologist, histologist, physiologist. Và ology là study of. Tomy là to cut something, meaning to cut something is tomy, to cut something. Ví dụ như là anatomist, cái chữ tomy này mình sẽ thấy đó là giải phẫu học, to cut something. Đó là những cái ví dụ của những cái prefix, suffix, root word, và chúng ta đã đi qua một vài khía cạnh của y khoa, và chúng ta dùng những cái root word, prefix và những suffix để chúng ta combine những cái từ và có nên những cái ý nghĩa của những từ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong là các bạn sẽ theo dõi mình để mà chúng ta sẽ học từ vựng mỗi ngày qua bài số 17 nhé. Xin cảm ơn các bạn.